sau, góp phần cho tan gia gia đình con được trang nghiêm và long trọng. Chân thành cảm ơn anh em ban nhạc. Ngày mai đây là đội âm công, đội kèn tây. Con cũng xin tri ân cho quý sư, quý thầy đã đại giá con lên đến đây tụng niệm với cha mẹ và hai cháu con dựng thờ kinh, giúp cho cha mẹ và hai cháu con sớm được cao đăng Phật quốc. Con cũng xin thay mặt cho ngoại và tất cả anh chị em trong gia đình kính thỉnh quý ông bà cô bác ngày mai để những chút thời gian trong 7 giờ đến đây với cha mẹ và hai cháu con. Một đoạn đường sau cùng, cũng xin kính thỉnh quý ông bà cô bác quay về máy bạc rạp đơn sơ cùng với gia đình con chung rượu chén trà mâm cơm đạm bạc để cho ngoại và tất cả các cô các cháu có được lời cảm tạ cùng với quý ông bà cô bác. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý ông bà cô bác rất nhiều. Ngoại ơi, các em ơi, kể từ hôm nay cha mẹ đã không còn nữa, cha mẹ đã muôn đời vĩnh viễn xa thí. Các em ơi, còn cha mẹ đó như tàn cây kia bóng mát, nay các em đã mất cha mẹ rồi, thì rồi sao đâu các em? Dù cho các em có lớn có khôn, nhưng lúc nào các con cũng vẫn là con của cha của mẹ. Đi suốt quãng đời này tình cha mẹ thương con chú bầu chú bến, nhưng kể từ hôm nay cha mẹ của con đã không còn nữa. Rồi đây những buổi chiều về, những mâm cơm dọn lên, anh chị em sẽ không còn nghe giọng cười tiếng nói của cha mẹ được nữa, mà thay vào đó là những làn khói hương nghi ngút. Các em cứ nhớ tới cha mẹ và hai cháu thì chỉ biết nhìn lên di ảnh mà thôi. Các em ơi, trước đây em có lỡ lời làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ giận. Cha mẹ bỏ đi đâu dài 3 bữa rồi cha cũng về với ngoại, với các con, các cháu. Nhưng em ơi, chuyến đi lần này là cả thu vĩnh biệt, cha mẹ sẽ không còn về với các con được nữa. Cha mẹ ơi, hai cháu ơi, cha mẹ ơi, hai cháu ơi, cha mẹ đi đường nào các con các cháu còn trong cuộc đời. Chứ cha mẹ và hai cháu đi con đường này là chính đi kỹ từ đây. Rồi ngày mai này đúng bây giờ sẽ làm lễ đồng quan, ngoại và các con các cháu sẽ tiễn bước cha mẹ và hai cháu thương sẽ đi một chuyến đi mà cha mẹ và hai cháu không bao giờ trở lại. Dạ kính thưa, kính thưa quý ông bà cô bác ơi, giờ đấy ngoại con xin đại diện trong gia đình